Hoa Nghiêm, Đại Vương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thực Xoa Nang Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Quyển 81, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Vào Cảnh Giới Giải Thoát Không Nghĩ Bàn. Tôi tin rằng, bộ kinh này được giảng lần đầu tiên tại nước Mỹ, các vị cũng là những người đầu tiên được nghe. Bộ kinh Hoa Nghiêm này là vua trong các kinh Phật, cũng là vua trong vua. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là vua trong các kinh, nhưng không thể gọi là vua trong vua. Bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Vương Quảng Phật này là vua trong vua, là bộ kinh dài nhất trong kinh điển Đại Thừa mà Đức Phật nói. Nhưng thời gian nói không dài quá, chỉ trong 21 ngày thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Số phẩm và số quyển của bộ kinh này có 81 quyển, cũng có 40 quyển, cũng có 60 quyển, nhưng đều chẳng hoàn toàn đầy đủ. 81 quyển cũng chẳng hoàn toàn đầy đủ. Trong quyển gốc có 10 vạn bài kệ, nhưng chỉ dịch ra được 4 vạn 5.000 bài kệ. Bất quá đã đầy đủ phần đầu, phần chánh tông và phần lưu thông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong kinh Hoa Nghiêm mà bộ kinh này vẫn không tồn tại trên thế gian. Dù ở Ấn Độ cũng không có, là do vị Long Vương thỉnh xuống Long Cung cúng dường. 600 năm sau, khi Đức Phật vào Niết Bàn, có một vị Bồ Tát Long Thọ, thông minh tuyệt đỉnh, đọc hết tất cả kinh điển, văn chương, luận nghị của thế gian, bèn phát tâm xuống Long Cung xem tạng kinh. Trong Long Cung, Ngài đọc được bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có 3 quyển, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển thượng có số bài kệ nhiều như số cát sông Hằng, 3.000 đại thiên thế giới, số hạt bụi của một thế giới đã vô lượng vô biên, hà huống là số hạt bụi đại thiên thế giới. Số mục càng lớn hơn nhiều, thế nào là đại thiên thế giới? Tức là một núi Tu Di, một mặt trời, mặt trăng là một thế giới. Tích tụ thành 1.000 núi Tu Di, 1.000 mặt trời, mặt trăng, tức là một tiểu thiên thế giới. Lại tích tụ 1.000 tiểu thiên thế giới, tức là một trung thiên thế giới. Lại tích tụ 1.000 trung thiên thế giới, tức là một đại thiên thế giới. Số hạt bụi trong 1.000 đại thiên thế giới, bạn hãy nghĩ xem có bao nhiêu? Không thể nào tính đếm viết được số mục là bao nhiêu. Hà huống hiện tại, số bài kệ nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, càng không thể nào biết được số mục. Kinh Hoa Nghiêm, quyển thượng, có bao nhiêu phẩm? Có phẩm nhiều như số hạt bụi 14 thiên hạ. 14 thiên hạ là Nam Thiện, Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. 4 châu này hợp lại, thêm núi Tu Di. Quyển Trung có 49.8.800 bài kệ, 1.200 phẩm. Quyển Hạ có 10.000 bài kệ, 48 phẩm. Bồ Tát Long Thọ đọc thuộc lòng Quyển Hạ, trở lại Ấn Độ rồi biên chép ra. Từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc có 80 quyển, 39 phẩm, còn có 11 phẩm chưa truyền vào Trung Quốc. Kinh Hoa Nghiêm có 7 nơi chính hội, tức là giảng nói tại 7 nơi, tổng cộng có 9 pháp hội. Trong Phật giáo, nếu thấu hiểu Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ đắc được toàn thân của Phật. Nếu minh bạch Kinh Lăng Nghiêm thì minh bạch được đảnh của Phật. Nếu minh bạch được Kinh Pháp Hoa thì minh bạch được thân của Phật. Nhưng đây vẫn chưa hoàn toàn. Nếu dung hội, quán thông được đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ minh bạch được toàn thân và huệ mạng của Phật. Kinh Hoa Nghiêm ví như biển cả,
còn những kinh khác như những dòng sông. Dòng sông làm sao sánh được với biển cả? Hiện tại, trên thế giới giảng giải kinh Hoa Nghiêm rất ít, là rất ít. Có người học Phật Pháp cả đời mà tựa đề kinh Hoa Nghiêm cũng chưa từng nghe qua, thật là đáng thương xót. Bộ kinh Hoa Nghiêm này, đừng nói là giảng, dù đọc qua một lần cũng rất ít người đọc. Đọc nhanh qua một lần cũng phải mất 21 ngày. Kinh Hoa Nghiêm, 7 nơi, 9 hội, có một bài kệ rằng: Bồ đề tràng xuất cửu thệ đa, ba bốn đào đáo cặp dạ ma, phổ quang minh điện nhị thức bát, tha hóa đầu xuất ngũ lục qua. Ban đầu Đức Phật thành đạo ở tại Bồ đề đạo tràng, tức là ngồi ở dưới cội Bồ đề, tuyên đoán kinh Hoa Nghiêm 6 phẩm 11 quyển. Hội thứ hai ở tại điện Phổ Quang Minh, nói 6 phẩm 4 quyển. Hội thứ ba tại cung trời Đao Lợi, nói 6 phẩm 3 quyển. Hội thứ tư tại cung trời Dạ Ma, nói 4 phẩm 3 quyển. Hội thứ năm tại cung trời Đau Xuất, nói 3 phẩm 12 quyển. Hội thứ sáu tại cõi trời Tha Hóa, nói 1 phẩm 6 quyển. Hội thứ bảy tại điện Phổ Quang Minh, nói 11 phẩm 13 quyển. Hội thứ tám cũng tại điện Phổ Quang Minh, nói 1 phẩm 7 quyển. Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa, nói 1 phẩm 21 quyển. Thế nào là rừng Thệ Đa? Rừng Thệ Đa là phần tràng. Quyển hạ kinh Hoa Nghiêm gồm có 4.000.000 bài kệ truyền đến Trung Quốc, còn có 5.000.000 bài kệ 9 phẩm chưa dịch sang tiếng Tàu, chưa được truyền vào Trung Quốc. Tuy không đầy đủ, nhưng phẩm mở đầu, phần chánh tông và phần lưu thông tương đối đầy đủ. Cho nên, khi Ngài Thanh Lương, Quốc sư Hoàng Dương kinh Hoa Nghiêm, thì cho rằng bộ kinh này có thể làm toàn kinh. Ha ha ha, 文三摩地所